Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày học tập làm việc vui vẻ. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì video này hôm nay Hanh sẽ đưa các bạn đi câu các bạn nhá. Các bạn nào thích câu không? Đó. Đi câu, cái bộ môn thể thao rất là vui vẻ. Bây giờ anh yêu thích. Và để đi câu thì chúng ta phải cần chuẩn bị cái cần câu này. Đây là một cái cần máy của Hanh, cần cũ nhưng mà vẫn sử dụng được anh em nhé. Đấy, một cái cần câu. Và mồi, mồi thì Hanh sẽ sử dụng mồi trùng anh em nhé. Hoặc là mồi giun đấy. Miền Bắc gọi là mồi giun, miền Nam gọi là mồi trùng. Thì bây giờ mời anh em cùng với Hanh đi, chúng ta chuẩn bị mồi nhé anh em nhé. Cùng ra vườn đi lấy mồi thôi. Vườn nhà Hanh cũng khá là rộng anh em nhé. Và cũng khá là ẩm ướt và rất là nhiều mồi trùng. Bây giờ chúng ta cùng đi bắt trùng nhé anh em nhé. Cái gì đây? Sao xoài ra mua này có quả nhỉ? Ui, ngon quá anh em. Xoài này. Ô hay nhỉ, mấy quả này? 3-4 quả này. Ôi, để tạm cái gì. Ôi, đang chín đấy các bạn ạ. Ngon quá. Nào đi lấy trùng lại với nước xoài. Ô, còn nhiều quá anh em ơi. Đây. Em nhìn thấy không? Đấy, cái quả kìa. Mới của xoài trái vụ anh em ạ, xoài trái vụ. Ok, thì bây giờ anh sẽ lấy trùng ở đây nhá anh em nhá. Lấy trùng ở đây nhá. Đó, ui rất nhiều trùng anh em ạ. Con này câu đẹp luôn. Vườn nhà Hanh rất là rộng anh em ạ. Quái, đây, con trùng này. Chiu. Con này đi câu thì cá nào có thể cưỡng nổi. Không có cá nào có thể cưỡng nổi cả. Wow. Đúng rồi. Đây anh em. Ý. Đây, vườn nhà Hanh nhiều trùng lắm anh em ạ. Ok anh em ơi, sau một lúc mình đã cuốc được một túi giun rồi anh em nhé. Cuốc một túi giun rồi. Chỗ này mình nghĩ là cũng thoải mái để câu rồi. Vì đầu mùa này thì cũng không có nhiều cá lắm. Ao hồ thì không có nhiều cá lắm nên là mình cũng chỉ cuốc một ít thôi. Để đi câu thử xem là nó đã có cá hay chưa anh em nhé. Ok, anh em theo dõi video để xem những cái con cá nó cắn mồi anh em nhé. Ok, nào đi thôi, ra đồng câu cá. Ok anh em ạ, thì mình đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi nhé. Cần, mồi và cái đồ đựng. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi câu anh em nhé. Ra đồng thôi, thì mình chỉ ra đồng câu thôi anh em nhé. Ở chỗ mình thì nó không có sông suối to gì cả, không có hồ gì cả. Chỉ có những cái ao nhỏ nhỏ ngoài đồng thôi. Bây giờ mời tất cả anh em cùng theo chân mình đi ra đồng câu cá anh em nhé. Nào đi thôi.